Vâng, và chào mừng các bạn quay trở lại với 500 Pro Studio trong khuôn khổ giải đấu ESL Pro League. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau quay trở lại với map thiếu thứ hai trong kèo thiếu BO3 diễn ra giữa Chi Comeback City. Map thiếu được nút được Big Machalin. Và hiện tại thì đang là Piston Round khi mà Machalin sắp phải đi trước. Có người lên bom, đó là Magic Boy cũng như là Gravel của hai player này đến lên cho mình hộp P50 nữa. Lượng trang bị là rất nhiều đến từ bên Machalin, trong bên kia thì hoàn toàn là những giáp một ừ không. Còn Big có từ bên kia thì đều có bom. Nhưng bây giờ thì Magic Boy bắt được play map thành công rồi. Sẽ tăng secret thành công cho Chalit thôi. Cài lại cái tên Magic Boy ở đây và đang là khá lợi thế cho Chalit khi họ đã clear hoàn toàn khu vực A-long cũng như là có cả người súng secret nữa rồi, và thậm chí được Magic Boy còn bò ngược vào mini luôn. Ui, di chuyển rất thoải mái ra Chalit, và bây giờ thì đi vài bắn yếu được cái tên Rust ở khu vực phòng thay đồ rồi, và có là tự phạm của Rust. Rất khó cho Comeback City trong round đấu Piston này, họ đã mất đi toàn bộ những phạm vi di chuyển rồi. Vâng, và bây giờ thì bên phía team Astralis đã chiếm được hoàn toàn khu vực bom xe A. Obo đổi được một mạng, nhưng vấn đề là thêm một quả smoke nữa nhồi lên trên Heaven. Có vẻ như cơ hội retake gần như sẽ là không còn dành cho các thành viên của bên phía team Complexity nữa. Obo vẫn còn full đồ, config vẫn còn kit. Nhưng vấn đề bây giờ di chuyển cả ba người ra mini, retake nó sẽ là rất tù. Và hãy cùng chờ đợi xem nào. Magic Boy một tap mà thôi. Poison cũng đổi đây được bạn của Zip. Poison chỉ còn một HP. Chắc chắn sẽ là chiến thắng dành cho các thành viên của bên phía team Astralis rồi. Obo cố gắng làm điều gì đó nhưng đó là không thể. 1-0 dành cho các thành viên của bên phía team Astralis. Vâng. Lại là một Piston round nữa. Một cái tactic rất Việt Nam cho Chalit. Đây là cái tactic biến thể từ tactic lườm rau gắp thịt. Đây là lườm secret nhưng mà lại gắp ngay cái bom CA của bên phía Complex City. Và Complex City thì lại là những player rất tin người. Họ cứ tưởng đối phương xuống secret thật. Thế là mấy anh trên A cứ thoải mái mà chạy lung tung thôi. Và ngay lập tức thì Chalit họ clear bom CA trong tích tắc. Đó là Piston Round dành cho Chalit rồi. Complex City, đây là map pick của Chalit. Và rõ ràng chúng đều biết rằng Nook là một cái map mà thánh địa của Chalit rồi. Cho nên là cũng khó lòng check Complex City được. Tuy nhiên thì map đầu đã thua trong bánh thì hy vọng rằng là map thứ hai này Complex City phần nào đó cũng có thể tạo ra một chút đột biến hấp dẫn hơn cho cái trận đấu BO3 của chúng ta. Complex City có một khẩu scout trên người của Poison. Đây là một round thi đấu fog by. Cái khẩu deagle trên tay của các player như config thì thực sự nó cũng rất đáng sợ. Ngày xưa thì cũng có một khoảng thời gian config được coi là một trong những player bắn deagle cực kỳ tốt, top thuộc lại top 5 của thế giới luôn. Tuy nhiên bây giờ config nó không còn như ngày xưa nữa rồi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Bỏ chay vào rất bất ngờ. Rush không hề phòng bị trong tiếng vừa rồi. Một tiếng bỏ chay vào luôn cho nó cẩn thận. Vâng, Complexity chắc chắn không ai nghĩ được một cái điều vừa rồi luôn. Và di chuyển có thể nói rằng cực kỳ láo dành cho các thành viên bên phía team Astralis. Họ đã chiếm được hoàn toàn khu vực bom xe A rồi. Bom được đặt thành công, và với việc mà bên phía Complexity không có kit thì em nghĩ rằng họ nên đi xếp súng trong tiếng này thì hơn. Tỷ số chắc chắn sẽ là 2-0 dành cho các thành viên của bên phía team Astralis. Thật sự thì em thấy khoảng thời gian gần đây Astralis không còn là cái kiểu đánh chuẩn chỉ hay theo bài thế này thế kia nữa. Mà Astralis càng ngày họ càng trở nên linh hoạt hơn. Thực ra ngày xưa thì Astralis cũng là một team rất linh hoạt rồi. Họ có những cái biến chuyển từ đánh chậm này sang đánh nhanh này. Hay bây giờ thì chúng ta nhìn thấy rằng chúng ta thiếu đánh rất láo luôn. Không một ai nghĩ đến cái tình huống bỏ chay vừa rồi. Chính xác rồi. Từ trước đến nay chúng ta đều biết rằng là bắn T-side thì phải chấp nhận rủi ro. Liều thì ăn nhiều. Không mà... liều thì ăn ít. Ừ. Và vẫn rõ ràng thì Astralis đang ăn rất nhiều rồi. Và 2-0 thì cho Astralis rất nhanh chóng thôi. Nhưng Complex City thì họ cũng an ủi với việc xếp thành công những cái giáp cũng như là Gali trên tay Blamef. Và round đấu này thì vẫn còn một chút hy vọng cho Complex City, chứ không phải là hoàn toàn vô vọng đâu. Thật ra thì với cái bộ môn CSGO này thì cũng có những khoảnh khắc mà các bạn phải mạo hiểm. Nhưng vấn đề là mọi thứ phải trong tầm kiểm soát. Chính xác là như vậy rồi. 2-0 dành cho các thành viên của bên phía team Astralis. Và bây giờ thì Complex City có một khẩu Gali được nhặt lại trên người của Blamef. Qua thì đây cũng là ra thiếu và lượng trang bị của nó được tặng sẽ nhận được. Đây là một tình huống PA để các thành viên của bên phía team Astralis. Blamef và Config mỗi người có chung một mạng rồi. Poison hạ cũng được Dupri. Glavo kết thúc việc Rush và Glavo có double kill. Nhưng vấn đề là liệu có thể làm lại được hay không đây. Một tình huống 2v5. Bây giờ thì bom xe A vẫn còn người. Scout trên người của Poison và bắn yếu được Divide rồi. Nhưng Glavo tiếp tục có thêm cho mình một mạng nữa. Vấn đề là Obo đã bò được vào trong khu vực H. Và các thành viên của bên phía team Astralis liệu có biết điều này hay không đây? Vâng, tình huống đang là 2v2 và Divide thì cũng chỉ có lại 4 máu thôi. Một round đấu mà bên phía Comeback đang có hy vọng. Và bây giờ thì Obo, cái quái quỷ gì vậy, bắn vào lưng đối phương rồi. Glavo vẫn có mạng Obo, nhưng bây giờ Blamef đã xuất hiện để kết thúc đi mạng của Glavo. Tình huống đưa trở về là 1v1 và nên nhớ rằng Divide cũng chỉ có lại 4 máu thôi. Blamef hoàn toàn thể làm được nếu anh ấy đủ tỉnh táo và bình tĩnh. Đây, gỡ fake một nhịp rồi. Divide liệu có bị lừa không đây? Rõ ràng là không. Divide quá kinh nghiệm trong tình huống này và nhất quyết không ra. Tôi xong Blamef rồi, thời gian đang trôi và nó không hề ủng hộ Blamef một chút nào cả. Nhưng Divide bây giờ đã lộ vị trí rồi. Blamef thời gian không còn nhiều nữa và hết giờ rồi, không có kit. 3-0 để cho Chalit. Cực kỳ hack out đến từ vị trí của Divide. Vâng, và đó cũng là một tình huống mà các thành viên bên phía Astralis họ biết rằng đối phương không có kit. Divide xử lý cực kỳ bình tĩnh. Đó là 3-0 dành cho các thành viên bên phía team
Specialist. Nhưng đây cũng là một tình huống mà họ cũng mất đến tận 5 khẩu súng. Chính xác, một round thắng cũng rất tốn kém. Tuy nhiên thì Astralis với việc liên tiếp là những round đấu đặt bom thành công thì lượng tiền của họ là không phải bàn nữa rồi. Đặc biệt là bên phía T-side, chúng ta đều biết là cái việc giữ tiền nó dễ hơn bên phía City rất nhiều. Mất 5 súng nhưng ngay tức thì Astralis lại buy lại cho mình đầy đủ 5 khẩu AK full bom thôi. Trong khi đó bên phía Complex thì cũng đã có sự chuyển khẩu ốp rồi. Và đây sẽ là một key round dành cho Complex City trong lượt thi đấu first half này. Hãy chờ xem nào, màn thể hiện của Poison với cú ốp trên tay. Một lờ đánh giá là ngôi sao của Complex City được rằng làm được không đây. Mắt đầu tiên của Poison gần như là khá mờ nhạt. Dễ hiểu thôi khi bên phía Astralis thì cả năm sân chơi, đặc biệt là game vô đã quá tỏa sáng rồi chưa, chiếm hết những sân chơi bên phía đối phương. Và bây giờ thì Poison phản xạ hơi chậm rồi. Sẽ cử được một người chiến sĩ crit dành cho các thành viên của bên phía Astralis. Quả smoke cuối nó là hơi lỗi, nhưng Poison lại một tình huống tắt tâm hơi sai tâm mình một tí, hơi đen. Bên phía của Complex City chắc chắn sẽ cử người xuống khu vực bom side B thôi. Poison đã bách về được khu vực Ram. Và người đi Ram sẽ là cái tên Zip Fake. Zip cũng chính là player giữ Ram ở bên phía City side dành cho các thành viên của bên phía team Astralis. Có lẽ là Zip là một player quá hiểu ở khu vực Ram này rồi. Trong đó thì các thành viên của Complex City thì họ lại đẩy ngược được ra khu vực lobby. Lợi thế to nhỏ cho các thành viên bên phía team Complex City và tiếp tục lên map kết thúc tiền Dupri rồi. Zipbank không hề biết được rằng đối phương đã chiếm được một lần thành công và giờ đi play map PR cùng với Glavo. Nhưng lợi thế hơn người vẫn đang được duy trì dành cho các thành viên của bên phía team Complex City. Poison nên lùi về trong tiếng này thì hơn, nhưng Poison định bắn rất cục. Glavo đang áp sát dần khu vực locker. Nhưng Glavo có vẻ như đang muốn bỏ đi rồi và giờ đi Poison. Thế nên tiếng xuống Secret sẽ biết thông tin rằng đối phương đánh B thôi. Complex City back thêm người xuống khu vực bom site B. Và liệu Astralis với 30 giây còn lại thì họ có thể được khu vực bom site B không đây? Vâng, 3v4 không phải hy vọng được cho Astralis, nhưng Poison liệu rằng có thể có mạng được hay không đây. Tắt tâm đi là sai tham mình với tên Poison rồi. Hơi đẹp một chút và nhưng Poison chịu khó đứng thêm khoảng 1-2 giây trên một lửa thôi thì đã là ok, nhưng không sao cả. Rớt đã lên tiếng kịp thời khi bắt đi Magic Boy và tình huống đang là rất tuyệt vời cho Complex City. Nhưng chúng ta vẫn còn đó là Glavel đây đang rất may mắn đầu tiên double kill cho Glavel rồi. Lợi thế người đã mất và đó không phải là triple kill khi Rớt đã kết thúc mạng Glavel, nhưng Divine cũng đã lẩn và đổi vị trí rất nhanh chóng, cực kỳ tinh quái cái Divine. Liệu rằng Complex City có đủ tỉnh táo trong pha thi đấu này không đây? Thời gian thì vẫn đang còn rất nhiều, nhưng Divine tiếp tục bò trời lên hẳn khu vực phòng kính luôn, nhưng lần này thì Poison đã kê ngược lên. Khó rồi. Tuy nhiên thì đây là có bóng đặt rất đẹp cho Divine và đây vẫn tiêu cực kỳ khó đoán thôi. Rốt đã đẩy lên và Divine kết thúc bạn đó thành công. Double kill cho Divine. Quá xuất sắc với chỉ 16 máu, class 1 vết 2 luôn. Không thể tin nổi tiếng 2 vết 4 và bên phía Chalice lại làm được. Glavel tỏa sáng đầu tiên và ngay sau đó là cái tên Divine. Thôi xong rồi, bắn đến như thế này thì bye bye Complex City thôi, chứ đợi gì nữa. Lại là cái bộ đôi Divine cũng như là Glavel. Và có vẻ như tình huống vừa rồi thì em nghĩ rằng Glavel hay là một player nào đó đã báo được rằng là đối phương không có kit. Thật sự thì đến cái tầm pro player này họ nhìn rất là nhanh, nhìn cái lực của đối phương là nó biết rằng đối phương có kit hay không. Vâng, hoặc là đúng mà có lẽ là bên phía Divine biết được rằng đối phương có kit, xử lý rất bình tĩnh luôn. Nghe thấy một thịt gỡ fake rồi, thì không ra, không hề ra. Kê lại bắn chết Rose trước và sau đó thì mới kết thúc đi mạng của Poison khi mà Poison quá bí rồi. 4-0 cho Charlie và một round đấu như vừa rồi mà Complex City còn thua thì tôi nghĩ rằng là map lúc này Complex City khó lòng mà có được một round thắng nào đâu. 4-0 dành cho các thành viên của bên phía team Astralis. Tình huống xử lý rất bình tĩnh như Divine. Thực ra không biết rằng Divine có biết rằng đối phương có kit hay không, nhưng có lẽ rằng khả năng cao là không biết là đối phương không có kit. Nhưng vấn đề là với việc mà Divine rất yếu máu như vậy thì anh quyết định liều luôn. Đúng là liều thì ăn nhiều. Nhưng mà trong tầm kiểm soát. Đúng, trong tầm kiểm soát. Nãy giờ chúng ta là người có quyền kiểm soát trong trận đấu này. Lúc này khác rồi. Còn đối Complex City thì gần như là 2v5 2v4 vừa rồi thì Convict. Vâng, bằng cách thần kỳ đã bắt được mạng Glavel rồi vẫn tiếp tục gì bắn yếu thêm một người nhưng đã sang đến giữa, nhưng Zipback đổi mạng con fix ngay. Đã có Rust đầy rồi, những pha chết cứu tốc độ cao đến từ cả hai team và tạm thời thì cũng đang cân bằng về người, đó là 3v3. Nhưng Astralis thì có một thương binh hạng nặng, đó là tên Magic Boy. Phát hiện người trên Heaven rồi, nhưng đó là Poison, một player mà tôi đánh giá đã hơi có phần cho ke trong ba thiếu đơn lúc này. Liên tiếp những pha bắn chết ốp khá vô duyên và bây giờ với chỉ thì một làm gì không đây, nhưng play map di chuyển là tốt. C4 rơi ngoài outside rồi, hơi khó cho Astralis có thể nhặt lại được quả C4 này, đặc biệt là khi play map đang có một khẩu M4 chứ không phải là những khẩu lục đầu. Còn flat đến từ các thành viên của bên phía team Astralis, nhưng play map đã di chuyển được xuống vị trí rất đẹp rồi. Poison sẽ là người chủ động bait cho vị trí của Blame F. Có thông tin thì Blame F sẽ đẩy lên. Lợi thế người đang thuộc về các thành viên của bên phía team Complex City, họ có thể làm được trong round thi đấu này. Đúng quyền phát triển, chỉ cần có thông tin thôi Blame F sẽ đẩy lên. Và đó một round thắng có thể nói rằng khá là bất ngờ dành cho các thành viên của bên phía team Complex City. Không những thắng mà họ còn đem về cho phía City đó là 2 khẩu AK.
và giữ lại thêm một khẩu M4 nữa. Rất lãi trong round đấu vừa rồi của Complexity khi mà Playmap đã có một màn tỏa sáng cá nhân. 1-4 rồi, một tia hy vọng đang được nhen nhóm bởi Complexity. Và liệu rằng có thêm những round thắng bên phía City hay không đây. Poison vẫn được đồng đội tin tưởng lên khẩu ôm. Và liệu rằng lần này Poison có còn mắc những sai lầm như round đấu full bài trước hay không đây. Đặc biệt là khi được gắn đi là đối diện rồi, chỉ có một AK nhất và full lục. Phi vẹt nhanh đến từ bên phía Achalit rồi, nhưng ở outside thì Playmap lại bắt được cái tên Divide. Đó sẽ là một bất lợi rất lớn cho Achalit, mặc dù họ đã chiếm được khu vực Street. Vấn đề là xuống được Ram, xuống được Ven, nhưng vấn đề là quả C4 thì lại ở trên khu vực outside cơ. Và Secret hiện tại không đang trong tầm kiểm soát của bên phía Achalit, nhưng Dupri lại bắt đi được Obo rồi. Một tiếng di chuyển có thể nói rằng hơi hơi cho Obo. Vâng, và bây giờ thì bên phía Complexity, Poison đổi được một bạn, nhưng Dupri lại tiếp tục kết thúc được cái tên Poison một lần nữa. Magic Spoil đã xuống được Secret rồi. Và khu vực bom sai B này, các thành viên của bên phía team Complexity retake 3 người từ Ram. Đó sẽ là một tình huống rất khó khăn dành cho các thành viên của bên phía team Complexity. Và hãy cùng chờ đợi xem nào. Astralis chỉ là những khẩu tech 9 thôi. Tuy nhiên thì họ đang là những người có lợi thế hơn rất nhiều là khác. Vâng, đặt bom thành công từ Astralis rồi. Complexity lần này thì mình nghĩ rằng họ có cơ sở retake dễ dàng hơn với lượng bom còn lại khá nhiều. 3 flat, 1 nade cũng như là 1 quả lửa, cùng với đó là có cả kit nữa. Không phải vội những round đấu retake trước, nhưng liệu rằng có làm được hay không đây khi chúng ta vẫn còn đó những cái tên như là Dupree, Glaivor đang có phong độ cực kỳ cao, và thậm chí rằng Magic Boy đây là tay to nhất của Achalit thì vẫn còn đang nhăn răng với 66 máu. Flash được trả ra là rất tốt rồi, mù trắng xóa cả Achalit. Bây giờ Dupree không làm được rồi, còn pick một đất và cả Playmap nữa. Mỗi người có chỉ một mạng, và đó là pha retake tuyệt vời từ Complexity, không mất bất cứ một ai nữa cả. Tỷ số sẽ là 2-4 dành cho các thành viên của bên phía team Complexity. Một tình huống tranh góc rất cẩn thận đến với các thành viên Complexity. Và rõ ràng Clay Dupree đã là người hút đạn dành cho vị trí ở Glaivor. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng Complexity họ vẫn check rất kỹ. Một player check thẳng xuống dưới chân của mình luôn. 2-4. Wow, liên tiếp những round đấu mà Playmap là người đóng góp nhiều nhất cho chiến thắng của team mình. Và thời điểm hiện tại thì mặc dù team bị dẫn 4-2, nhưng một mình Playmap cũng đã có tới 10 frag và mới chỉ chết có 2 lần thôi. Thực sự đang chơi ở vị trí gồng gánh với cái tên Playmap. Và chúng ta nhìn những player còn lại đi, một mạng, bốn mạng, ba mạng. Liệu rằng một mình Playmap có thể làm nên được mùa xuân hay không đây. Đây là một đoạn chân đi bằng Eco tráng phao rồi. Không, cũng có chỉ một vài khẩu lục nhưng không hề có giáp hay bom mình gì cả, sẽ là rất khó. Khả năng cao nếu như Complexity không mắc sai lầm thì sẽ là 3-4 thôi. Các thành viên của bên phía team Astralis không có bom. Có vẻ như họ đang muốn khoét vào trong khu vực Ram. Tuy nhiên đây là cái tên Obo, một trong những tài năng trẻ cực kỳ sáng giá trong đội hình của bên phía team Complexity. Chỉ là những khẩu lục chay mà thôi. Obo đang chủ động đứng một góc cường skill luôn rồi. Có cả Poison hỗ trợ và Astralis có vẻ như ngửi thấy một điều gì đó thì phải. Rất tinh đến từ vị trí của các thành viên bên phía Astralis. Ngay lập tức Poison vừa mới kéo OP thì lại lùi về luôn. Và rõ ràng thì Astralis họ vẫn đang gây ra những cái sức ép vô hình trong round thi đấu này. Sẽ cố gắng câu giờ ra Charlie thôi, câu kéo lượng bom mình phía City, bắt buộc Complexity phải trả thêm ra những lượng bom. Âu cũng là một cách đánh kinh tế hai của đối phương trong một round đấu gần như là eco như thế này. Tuy nhiên bây giờ Playmap đang chọn một góc cương skill trực diện rồi, và liệu rằng có mấy mạng Playmap đây. Nhìn thấy bóng trước, ngã là quá dẻo từ level để Dupree có thể giặt ra và vả mồm Playmap. Một round đấu eco nhà Charlie cũng đang gây quá nhiều khó chịu dành cho bên phía Complexity, và đừng bảo với tôi là Complexity họ mất thêm người nha. Mất một người như vậy đã là quá lỗ rồi khi mà đối phương chỉ là những khẩu lục thôi. Nhưng đây sẽ là một tiếng đánh Ram, và Obo vẫn đang kết thúc một góc cương skill. Khó gặp Poison mạnh mề nữa. Các thành viên của bên phía Astralis không thể đục thủng được Ram. Dupree cũng bị ảo phục ở bên ngoài khu vực mini rồi, và chỉ còn lại một mình cái tên Glaivor. Tỷ số chắc chắn sẽ là 3-4 dành cho các thành viên của bên phía rồi. Glaivor đã xuống bằng Glaivor kết thúc được Poison. Sợ rồi, chạy ngay lập tức đến từ vị trí còn fake. Rõ ràng là trong một đoạn anti-eco này mà việc để mất thêm súng thì sẽ là rất lỗ. Tuy nhiên nếu như mà để cho Glaivor, tôi đang định bảo là nếu như mà để Glaivor còn sống sau khi hết giờ thì cũng là trừ tiền, nhưng mà xếp được ốp như này thì cho trừ bị thoải mái việc không được cộng tiền. Vâng, một khẩu ốp, đây là khẩu ốp của Playmap cốp cho Poison đúng không nhỉ? Chính xác. Hotico rất lỗ đến từ các tiền của Complexity, mất hai súng trong đó lại là một khẩu ốp. Bây giờ thì có ốp trao tay cái tên Divide, nó sẽ là một thử thách thực sự dành cho Complexity. Poison lại được đồng đội drop ra cho một khẩu AWP nữa rồi. Tuy nhiên lần này thì Poison, thực ra thì Poison thi đấu ngày hôm nay đang có những phong độ khá là tệ, kể cả mát thi đấu đầu tiên. Thì đó mát thi đấu thứ hai thì Poison cũng đang có những phong độ quá tốt. Lần này vẫn là một khẩu ốp của Poison. Vấn đề là nó sẽ được thuyền chuyển sang khu vực Secret.
Astralis trong round thi đấu này có vẻ như họ đang muốn set bài bên ngoài khu vực A long muộn. Sẽ là một round thi đấu đánh chậm thôi. Nhưng Divine là người kê trước trên nóc silo rồi. Nếu như Poison tò mò thì khả năng cao là anh sẽ phải nằm xuống trong thi đấu này. Và giờ Divine tìm thấy rồi và lại là cái tên Poison một lần nữa. Toàn được đồng đội drop off. Toàn mất. Vâng, một cú off chiến tranh của team thì nó sẽ làm thảm họa và play map solo spam đây. Và rõ ràng với việc có tới 3 của AK spam ngược lại thì play map không có hy vọng sống. 5v3 rồi, nhưng bên phía Chalice đang có rất nhiều người yếu máu. Và liệu rằng bộ 3 của số Complexity đó là Rust, Config và Obo có thể làm được điều gì hay không đây? Qua lỗi Complexity với việc mà round nào gần như họ cũng vứt 4.750 đô xuống đất. Config đang nghe rất nhiều tiếng bách về đến các thành viên của Astralis. Nhưng Astralis không có bất kỳ một ai kề lại cả. Quay gì đến các thành viên bên phía Astralis thế này. Config có double kill cực kỳ dễ dàng. Một sai lầm rất ngớ ngẩn cho các thành viên của bên phía team Astralis. Đi bắt buộc phải nhặt lại quả C4 này rồi. Nên nhớ rằng Glaive cũng như là Magic Void đã yếu máu. Thời gian không còn là nhiều. Và Astralis chỉ còn đường lên A thôi. Với đội hình của bên phía thì vẫn là Rush cũng như là Obo trong khu vực quan sai A. Nhưng bây giờ thì Secret đã được thông. Có xuống B hay không đây? Xuống B luôn đến là các thành viên của bên phía team Astralis rồi. 16 giây. Nó là đủ dành cho các thành viên của bên phía team Astralis. Và Rush cũng như là Obo không có đường để có thể back về. Nhưng lại lên A. Ừ. Một cái gì thế này? Hack down qua. Ôi trời ơi. Và thôi xong rồi. Thì Dupree và kết thúc cho Obo. Và đó là bảng tiếp theo dành cho vị trí của Dupree. Một round đấu và liên tiếp những thế trận nó đổi chiều. Vâng. Rất khó. Cứ bên này có lợi thế thì ngay lập tức bên kia cũng có những mặt đáp trả. Nhưng cuối cùng thì Astralis vẫn chứng tỏ cái sự hại não của mình ở map thiếu đờ núp này. Đến chúng ta những người mà có mắt thần, có góc nhìn thứ ba không thể biết được rằng là Astralis họ đang chuẩn bị làm cái gì. Cứ thời điểm chúng ta nghĩ rằng họ sẽ vào A thì họ lại rẽ sang B. Rẽ sang B rồi thì họ lại quay ngược lên A từ những điểm vượt và khiến cho hai player của Complexity như là họ bị sững sờ. Vâng, và lần này thì Poison không có ốp nữa rồi. Không ai góp ốp cho Poison nữa. Đây sẽ là một round thi đấu mà các thành viên của Complexity chủ động giữ tiền thôi. Có một khẩu M4 được up trên người Config khi anh đang là người giàu nhất trong đội hình của bên phía team Complexity. Một khẩu M4 duy nhất và Zipback phát hiện ra được khẩu M4 này rồi. Các thành viên của bên phía team Astralis sẽ thi đấu an toàn hơn rất nhiều. Họ bắt đầu set bài trong khu bom xe A. Trong từ khu vực đi rồi, Rush chỉ là một khẩu USP thôi. Rush vẫn kịp có cho mình một mạng, Config hạ gồng điệp Magic Boy. Rush có thể thoát ra được hay không đây, nhưng Config một khẩu M4 đang làm đến tất cả. Glaive yếu máu rồi và giờ thì Zipback. Vâng, đối phương vẫn không chịu ra. Rush đang gây quá nhiều khó chịu dành cho các thành viên của bên phía team Astralis. Glaive đang móc về rồi và Zipback cần phải đợi người đồng đội của mình. Nhưng Zipback quyết định xuống B luôn, đặt bom luôn hay không đây. Tuy nhiên thì Glaive sẽ không thể hỗ trợ được cho Zip trong tình huống này. 2v5 và liệu rằng Astralis có thêm một tình huống clutch nữa hay không đây. Đặt bom B thành công rồi. Và bây giờ thì bên phía Complexity họ bắt đầu retake lại. Nhưng nên nhớ rằng là không có kit và cũng không còn bất cứ một quả bom nào nữa đâu. Thì cũng sẽ là những khó khăn, đặc biệt là khi một khẩu AK đã rơi rồi. Đó là Poison. Vẫn như thường lệ thôi. Những cái chiến tranh khá vô lệ. Lê vô đổi một chiếc nhầm xuống bởi Rust. Và tình huống đưa trở về đó là 1v3. Tuy nhiên thì ba người còn sống Complexity đều đang yếu máu và Zipback gần như là ông tổ nghề clutch rồi. Thì liệu rằng có thêm một pha clutch trong 1 tỷ cái pha clutch của mình hay không đây. Tiếp tục có thêm một mạng nữa trên Zipback. 1v2 thì cũng sẽ trở nên dễ hơn rất nhiều cho bên phía của Zipback rồi. Quả bom này có được đặt đẹp cho Zip đây. Zip tiếp tục có thêm một mạng nữa mà không đủ thời gian rồi. Blame map hạ không tìm được Zip. Nhưng đó sẽ là một tiếng clutch thành công dành cho các thành viên của bên phía team Astralis. Lại là cái tiếng Zipback một lần nữa. 6-3 để cho các thành viên của bên phía team Astralis. Thật ra ấy, chúng ta thấy những cái round thi đấu anti-eco của Astralis ngày hôm nay khá là vất vả. Rất là khéo luôn. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại thì dù vất vả nhưng họ cũng vẫn đang giành chiến thắng và dẫn trước. Đặc biệt là bên phía T-side map nook thì họ sẽ là hơi khó thở. Một round đấu đã có quá nhiều thế dành cho Complexity rồi. Cuối cùng họ vẫn không làm được. 6-3 dành cho các thành viên của bên phía team Astralis. Lần này thì bên phía Complexity và lại là một tàn tích cạnh tranh cho các thành viên của bên phía team Astralis. Ngay thì Astralis đang đẩy cao tốc độ trận thi đấu này lên cực kỳ cao dần toàn lực tiêu Rush. Bây giờ thì khu vực bom xe A đã hoàn toàn trong kiểm soát dành cho các thành viên của Astralis rồi. Và phát hiện được đối phương. Tuy nhiên qua cái tường này có vẻ như sẽ là hơi dày. Bây giờ thì Obo. Xong rồi Obo kịp có thể tạo được vai những Glaive đã bách ra và kịp thời đổi mạng cho người đồng đội của mình. 2v2 có kit trên cả hai player Poison và Blamef luôn. Vấn đề là liệu có thể retake được hay không đây. Glaive đang di chuyển một góc đứng rất đẹp rồi. Các thành viên của bên phía Complexity khả năng cao sẽ không tên đâu. Có một quả lửa được trả ra. Rất may mắn là vẫn còn một quả lửa trên người của Poison. Nhưng quả lửa này lại không cháy tới. Glaive vẫn tạm thời đang có trên một vị trí đứng rất đẹp. Nhưng lộ rồi. Glaive đã lộ tiếng lửa đốt. Và đó là hai mạng đến từ vị trí của Blamef.
Vâng, cực kỳ may mắn khi đến cái tích tắc cuối cùng của quả lửa thì nó lại đốt trúng vị trí của Gravel. 4-6 thì Complex City, thêm một dòng thắng cực kỳ quý giá nữa cho City Sải mắt từ đợt núp này. Và Poison vẫn được đồng đội tin tay giao cho cái khẩu ốp. Tôi nghĩ rằng là nếu một bắn ốp tạm thời nên để ốp cho người khác cầm, đến khi Poison lấy lại được phong độ đã. Nhìn đi, Faritech và gần như Poison chỉ chạy loanh quanh thôi, trong đó Playmap làm hết. Bây giờ cứ được drop off là kiểu gì thua. Chúng ta cùng chờ xem. Chai. Chúng ta cùng chờ xem. Trận đấu này liệu rằng Poison có tiếng nói hay không đây. Trận đấu mà đối phương rất yếu tiền, chỉ là những người đồng thời. Một pick bắn quá cái, đây là quái tay ấy nhanh thì tôi được đứng mắt cho hết rồi. Không làm được free, nhưng còn pick bắn cũng hơi mù mắt đây. Còn pick có một thì Zipback trước đó đã kết thúc được mạng của Rust Double thì còn pick rồi, những gì vào đổi mạng là tốt. Vâng, 2v3 bên phía của Astralis. Liệu rằng làm được gì hay không đây, vẫn còn đó cái tên Ovo và cả Poison nữa. Lần này thì Poison đã làm được rồi. 5-6 cho Complex City, tỷ lệ comeback đến từ bên phía Complex. Rất nhiều những cái bài đánh nhanh dành cho các thành viên của bên phía team Astralis. Tuy nhiên thì thật sự nó không đang phát huy được quá nhiều hiệu quả. Nếu như có thắng thì các thành viên của bên phía team Astralis cũng mất rất nhiều súng luôn. Và bắt buộc sẽ phải là một round thi đấu eco dành cho các thành viên của bên phía team Astralis. Nói gì thì nói, dù sao các thành viên của bên phía Astralis cũng đang là những người thi đấu ở bên phía team Sai trước. Số khả năng cao sẽ là 6 đều thôi. Trong round thi đấu này thì bên phía team Astralis còn quá nhiều cơ hội để chiến thắng. Phát hiện rằng đối phương rồi, nhưng Glavo lại thể hiện khả năng tuyệt vời của mình. Khả năng bắn Eagle có thể nói rằng rất tín đến từ Glavo. Mặc dù Glavo không phải là một player nổi tiếng khả năng tay to, nhưng tiếp tục lại là cái tên Divine một lần nữa. Vâng, ngày hôm nay Astralis sợ ăn cái gì vậy? Bắn thật sự tay rất to luôn. Lợi thế về người cho Astralis trong một round thiếu eco chỉ là những khẩu lục không giáp thôi. Và liệu rằng Complex City họ có thể mất một cái round đấu như thế này hay không? Đây, Ovo đổi được một rồi và cân bằng tình huống về người, đó là 3v3. Ném tới xuống lại và đẩy ra bắn nhau luôn thì Dupree rồi, nhưng không được, double kill cho Ovo. Rõ ràng thì Ovo vẫn làm player mà có skill cá nhân ở mức tốt ở phía của Complex City, nhưng vừa rồi thì Ovo cũng đã ăn thêm viên Eagle nữa vào người rồi. Chỉ còn lại đó là 23 HP thôi. Thiếu máu và Ovo bắt buộc phải lùi. Trong khi đó Divine vẫn đang cố gắng kiếm thêm thông tin, nhưng Ovo đang móc ngược về và thôi xong rồi. Divine chắc chắn sẽ không ngờ điều này đâu. Sẽ là một free kill dành cho vị trí của Ovo. Chỉ còn lại một mình cái tên Magis Boy thôi. Xuống B đặt bom sẽ là quyết định hợp lý dành cho vị trí của Magis Boy. Tầm này thì chỉ có liều thôi, đặt được bom, sau đó sẽ đem về chỗ người đồng đội của mình, mỗi player thêm 800 tiền. Nếu như clutch được nữa nó sẽ là tuyệt vời. Tiền với chỉ một khẩu Deagle không giáp trên tay nó sẽ là quá khó dành cho vị trí của Magis. Config đang đợi sẵn sau cánh cửa này rồi, bây giờ được Tham Linh đẩy ra. Đó sẽ là mạng dành cho vị trí của Config. 6 đều dành cho các thành viên của bên phía team Complex City. Rất khó. Và Astralis mặc dù ở thời điểm đầu họ đã chơi hoàn toàn áp đảo đối phương với liên tiếp những pha clutch thành công, nhưng bây giờ thì Complex City bắt đầu dần dần trở lại rồi. Họ đang lấy được cho mình từng round thắng một bên phía City. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng với 6 round đấu bên phía T-Side thì nó cũng đã là ổn dành cho Astralis rồi. Và kể cả bên phía của Complex, họ có thắng nốt những round đấu tiếp theo lên được thắng 9-6 thì Astralis sẽ là đội có lợi thế hơn khi họ sang bên phía City thôi. 6 đều. Và bây giờ thì bên phía thì Astralis sẽ có thể full buy một cách đầy đủ. Không có ốp ở bên phía T-Side nữa rồi. Thật ra thì Matthew lúc này bắn ốp ở bên phía T-Side nó cũng không quá là hiệu quả. Chờ đợi xem. Poison đang dần dần phát đi hiệu quả, còn chạy nữa. Lần này thì Astralis cũng phải trở về một bài khu vực A-Log, cũng còn một điều phi nhanh nữa. Magis Boy chuyển rất quái đến từ Magis Boy. Khe quá. Magis Boy bắn tay cực kỳ to. Magis Boy còn chừng 16 HP thôi, nhưng Dupree đang bò ngược vào trong được rồi. Và Dupree nhìn thấy đối phương của nó sẽ là một tiếng bắn tốt hơn đến từ vị trí của Dupree. Poison đang bị quay lại, lần này thì Poison bắt buộc phải tỏa sáng. Poison đập mặt vào tường rồi, nhưng đã lùi về kịp thời dành cho vị trí của Poison. Lợi thế người đang thuộc về các thành viên của bên phía team Complex City, nhưng Divine lại móc ngược xuống ven. Những tiếng đi di chuyển đội hình có thể nói rằng rất khó chịu dành cho các thành viên của bên phía team Astralis. Dupree đã lộ từ trước rồi và bên phía Complex City đang chủ động lùi đội hình về. Vâng, một lối di chuyển rất khó chịu từ Astralis, nhưng bây giờ thì Complex City họ cũng đã có những người cài cắm lại để kê chặt vị trí Dupree rồi. Divine sẽ là người cần phải làm được một điều gì đó để cho Dupree có thể thoải mái hơn. Thời gian thì vẫn còn lại là đủ cho Astralis 45 giây, nhưng quyết định của họ sẽ là gì đây? Astralis luôn là một đội tuyển rất nhiều bài vở. Divine tiếp tục bò trần ngược về khúc lobby và có vẻ như sẽ muốn vào A clear lại để cho Dupree di chuyển lên cùng với mình ở khu Heaven Trang. Đây rồi, Divine đã bò tới nơi, nhưng trong A có tới hai người chơi Complex City cũng sẽ là hơi khó cho cái tên Divine. Chính xác là có một người thôi.
Divine, và như vậy là không được rồi. Còn pick thảm mình là rất chuẩn xác, lấy đi mạng của Divine và một mình Dupree 1v3. Nếu chỉ còn 20 giây thì đó là đầu hộp Poison có chuyện cái mạng thứ 3 trong round thi đấu này, đem về round thứ 7 để cho Complex City. Triple kill dành cho vị trí của Poison. Cái này thì Poison đã dần lấy lại được phong độ của mình rồi. Poison chính là một tài năng trẻ người Bulgaria, ngày xưa đã từng thi đấu trong đội hình của bên phía team Windigo. Đấy là thời mà Windigo cũng gồm những cái tên, đặc biệt là vị trí của Poison là một player có thể nói rằng star player trong hình Windigo. Thế đấy, Windigo còn có cả Chip Z hay là Victor hay là Bubble gì đó nữa. Tuy nhiên thì Poison cũng luôn là một sáng giá nhất của Windigo. Bây giờ bên phía team Astralis muốn phi nhanh là một Ramu nhưng không được đâu. Bobo kết thúc bị được mạng của Zip rồi. Tiếp tục đẩy ra, từng người một đẩy ra như thế này, bắt thì cúng mạng cho Obo cơ à. Tiếp tục lại đến cái tên Divine nữa, bây giờ Dupree cũng muốn đẩy ra chết nữa hay không đây? Chắc chắn sẽ là round thắng thứ 8 thôi. Dupree có chuẩn mạng của Obo rồi, thì ông hơi cục đến từ vị trí của Obo nhưng không sao cả, vẫn sẽ là round thắng dành cho các thành viên của team Complex City. Là vì vậy, mạng cuối cùng dành cho vị trí của Poison. Vâng, sau một cái khởi đầu khá là bết bát của City thì cuối cùng Complex họ cũng đã có thể phần nào đó lấy lại một chút lợi thế của City Side rồi. Nhưng mình nghĩ rằng với ba round đấu này thì cũng sẽ làm tí nữa đáng lo ngại. Và cái pistol round là second half sẽ rất quan trọng. Nhưng trước đó chúng ta cùng nhau đến với round đấu cuối cùng là first half đã. Một round đấu full bài được từ Astralis rồi. Với 5 AK, map tiêu thứ hai này thì có vẻ như là Dupree và Global vẫn đang thể chơi được nhiều hơn so với 3 người còn lại. Zipex, Magis và Divine chỉ có 5-6 mạng thôi, khá là khiêm tốn ở sau 14 round thi đấu rồi. Level đó thì bên phía team Astralis, các player còn lại của họ, Dupree tính ra trận thi đấu này cũng đang bắn khá bay nha. Lên map vừa rồi đã bị hạ gục rồi, một tiếng di chuyển xuống Secret nhanh bị các thành viên của bên phía team Astralis bắt. Complex City mất đi người đội trưởng của mình. Và bây giờ thì bên phía Astralis đang muốn xét bài ra cùng A-Long. Các thành viên của Complex City trả như thế nào đây? Cũng sao đây cũng là round thi đấu cuối cùng của lượt thi đấu first half rồi, đầu tiên nó không còn quá quan trọng nữa. Obo lần này lại được đảm trong team Vini chứ không phải là Ram nữa. Một tác của Obo có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình hay không đây? Spam yếu đi được level rồi, Dupree muốn bắt bị trừ Obo nhưng Obo sụt cực kỳ nhanh chóng. Poison tiếp tục có mạng với khẩu AWP của mình, và đó là cái tên Zip phải nằm xuống. Lợi thế hơn người đã mất, nhưng khu vực outside được kiểm soát hoàn toàn dành cho các thành viên của bên phía team Astralis. Và với việc có nhiều phạm vi di chuyển như này thì Astralis họ sẽ đánh vào đâu đây? Có thể vào A được từ cả khu vực Heaven cũng như là khu vực Mini. Tuy nhiên ý đồ của Astralis sẽ là gì khi Config bây giờ bắt đầu nghe ngóng thấy những cái động thái của khu lobby rồi. Dupree vẫn đang solo nhái với Obo nhưng Dupree là người nhận nhiều đam hơn. 17 máu còn lại và Obo thì vẫn còn khỏe nguyên. Lửa được trả ra rồi, Obo quả lửa đó cháy tới và rồi Obo bị quay lại từ cả hai đầu, nằm xuống cái Divine rồi. Config góc ghê rất đẹp đây, Config có một trước khi nằm xuống về Magic Spoil và lần đầu tiên vẫn đang dành cho không ai cả khi đổi mạng rất nhanh chóng từ đất khu bọc dây. Và giờ thì chỉ còn có 20 giây thôi, Rod tiếp tục có thêm mạng của Dupree nữa và một mình Magic Spoil 1v2 có cắt được hay không đây? Vâng, Magic Spoil, một tiếng pre-fire là tầm quá chuẩn xác lên cái tên Magic, biết được vị trí của Rod rồi. Và Magic chắc chắn sẽ xuống B thôi. Rod sẽ xử lý như thế nào trong tiếng này đây? Bob đã là thành công dành cho vị trí của Magic Spoil. Rust đang di chuyển xuống ven và Magic Spoil quyết định đứng cường thẳng ở trong bom luôn. Quyết định khá là bất ngờ dành cho vị trí của Magic Spoil. Và bây giờ thì Rust có vẻ như đang muốn đẩy về khu vực cửa đôi rồi. Magic Spoil đã biết được của Rust, vẫn đó là một tình huống nhảy đến từ Rust. Tuy nhiên thì Magic đã kê rất chi 8-7 dành cho các thành viên của bên phía team Complex City, sẽ là tỷ số của lượt thi đấu first half. Tuy nhiên 7 ra ở bên phía team Sai nó đang biết được sức mạnh của và bây giờ thì có lẽ chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến với cả lượt thi đấu trên gần hát để xem rằng ai sẽ người chiến thắng trong mắt của đội lúc này.
anymore. No, no, no. Don't take me to a place I know, somewhere I can feel my soul. Lately I'm skin and bone, so hollow. I've never felt so alone. Need you more than you know. Still you feel like home. Đó là tỷ số của lượt thi đấu first half dành cho các thành viên của Complex City. Round thi đấu Pistol này sẽ là round thi đấu Pistol rất quan trọng dành cho bên phía team Complex City. Chúng ta đều biết rằng cái sức mạnh của Astralis ở bên phía CD side rồi. Và ngày hôm nay thì Complex City đã có một tỷ số khá là bết bát trong round thi đấu Pistol. 3 round thi đấu Pistol họ đều để thua. Liệu đây có phải là round thi đấu Pistol thua thứ 4 dành cho bên phía Complex City hay không đây? Rush cũng như là Config sẽ là người lên bom. Cùng với đó là hai khẩu PA-50 để có thể cải thiện khả năng bắn súng tầm xa trong map thi đấu lúc này. Set bài ra khu vực A long rồi, chính xác hơn chỉ là một quả scope mini. Sau đó thì bên phía Complex City quyết định tràn sát của khu vực quýt luôn. Với những khẩu P250 này thì họ hoàn toàn có thể tự tin vào khả năng đấu skill của mình ở khu vực outside. Divide đang bị ép lùi về rất sâu xuống khu vực City Bay. Và các thành viên của bên phía team Astralis họ đang mất khá nhiều những cái phạm vi ở trên map này. City Bay bắn yếu đi được Obo nhưng anh cũng ăn ngay một viên block vào đầu. Và giờ Divide bắn yếu được cả Rush nữa. Đang có một tiếng bò chuồn rất quái như là Blamef. Liệu Blamef có thể làm một điều gì hay không đây? Nhưng Blamef chết chay rồi. Zipback có mạng của Rush. Còn pick đổi được mạng của Label và đang có hai thương binh trong cuộc bóng dài A dành cho các thành viên của bên phía team Astralis. Nhưng Divide đang móc ngược về khu vực mini. Còn Black City xuống ven. Poison chỉ có chung 7 HP thôi. Một tiếng Poison nhưng còn bấm trượt nút nhảy nữa cơ. Chính xác, tụt xuống ven cũng khá là khó khăn được cái tên Poison. Và bây giờ thì 4v2 kiểu gì từ Black City đây? Astralis quá nhiều lợi thế trong round đấu Pistol này rồi. Zipback đang góc kê trực diện và bất cứ người chơi nào bước ra thủ cửa to sẽ lộ ngay thông tin ra và Astralis sẽ kéo về thôi. Còn Fix đang cuồng kê ngược lại Secret nhưng bên phía Astralis thì Divide cũng rất kinh nghiệm, anh cũng chỉ giữ lại thôi, không hề muốn đẩy tiếp. Khó rồi, thực ra chỉ còn lại đó là 20 giây. Bên phía Complex City họ làm gì đây? Divide nghe thấy tiếng chạy rồi cũng phải và ngay tức đẩy lên. Zipback bắt được Poison và một mình có Fix 1v4 đã làm được một và đưa về tình huống 1v3 rồi. Tiếp tục thêm mạng Divide nữa. Triple kill cho Complex chỉ trong khoảng một tích tắc thôi. Cơ hội lại mở ra khi mọi người chơi cuối cùng của Astralis đó là Magic Boy cũng chỉ còn lại 12 máu và mỗi player chỉ một viên là nằm. Ai sẽ người bắn tốt hơn đây? Config quyết định chọn một góc cương skill luôn ở khu vực trong bom. Tuy nhiên thì góc này cũng đang là một góc khá đẹp khi mà Magic đang di chuyển về từ khu vực cửa đôi. Config sẽ cần chỉ phải kê một đường thôi. Và giờ thì Config có vẻ như đoán được đối phương ở đâu rồi. Góc đứng rất đẹp dành cho vị trí của Config và khả năng cao là anh cho Config chiến thắng. Nhưng không, Magic Boy quá tỉnh táo và đó là thắng thứ 8 dành cho các thành viên bên phía Astralis. Cũng vẻ lại là Pistol Round. Vâng, 4 cái Pistol Round thắng trong ngày thì hôm nay. Lối đi nào cho Complex City đây, 8 đều rồi. Astralis họ có cho mình một cái round thắng phải gọi là quá thuyết phục với một màn tỏa sáng của Magic Boy. Bên phía Complex thì Config cũng đã có những nỗ lực, một tiếng 1v4 và làm tới 3 mạng rồi. Nhưng như vậy là chưa đủ khi chúng ta thấy rằng là Magic Boy đây, pha bắn có thể nói là cực kỳ hảo cho Config. Thật ra thì Config vẫn luôn là một player có skill cá nhân cực kỳ tốt.
Nhưng mà cái quãng đường, cái sự nghiệp của Toxic thì nó hơi lênh đênh, chính xác. Từ đích thị tác này, sang Not này, rồi đến Optic này. Nói chung là Config em không biết là Config trải qua bao nhiêu team nữa, như khá là nhiều rồi. Nhưng mà những cái danh hiệu của anh ấy thì vẫn chưa có là bao. Rất ít. Rất ít. Ngày xưa thì Config cũng bản thân rất là may, gáy rất là nhiều. Sau đấy thì cũng gáy nhiều thì... Mà anh có để ý, trước mỗi trận đấu mà Config gáy thì cái trận lại bị dã cùng với những thọt đội luôn, đúng không? Là bị không chỉ anh thọt mà cả team luôn. Cả team bị dã luôn, cứ gáy xong là bị dã. Và bây giờ quay trở lại với round đấu này thì vừa rồi thì Playmap đã nằm xuống rất sớm và rõ ràng thì Playmap ở trong map lúc đang là một trong những người chơi gánh kèo của Complexity rồi. Và nằm xuống như này thì liệu rằng có được hay không đây, và như vậy thì mất đi gánh kèo 2, chúng ta vẫn còn gánh kèo 1 mang tên Config đây. Nói về Config quá nhiều và Config ngay tức lên tiếng rồi, vả ngay vào mồm Zipex và clear luôn của Bob Sabu, vẫn còn người khu phòng kính nhưng Dupree chỉ ở tổ mark 10 thôi, hơi khó để chống lại tổ AK nhưng phòng của đối phương và đó làm tiếng đẩy vào rất tốt từ cái tên Rose rồi, cũng như quả flash của Config nữa. Lợi thế người dành cho bị phía Complexity và Charlie liệu rằng retake được bóng B không đây, một tiếng retake rất khó. 3v4 và có vẻ như sẽ là đi xếp súng dành cho các thành viên của bên phía team Astralis thôi. Nhưng chúng ta đều biết rằng bomb site B là một bomb site cực kỳ khó retake trong mắt thi đấu lúc này. 9-8 dành cho các thành viên của bên phía team Complexity. Và có vẻ như mọi chuyện trong mắt thi đấu lúc vẫn chưa thể kết thúc được. Chính xác rồi. Mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ đâu. Mặc dù chúng ta đã nói rằng Astralis họ sẽ bắn thoải mái hơn về phía City. Nhưng Complexity rõ ràng họ cũng không phải là dạng vừa bên phía T-side, đặc biệt là khi Config đang rất bay rồi. Khoảng một vài round đấu đầu tiên của map núc thì Config khá thọt, nhưng ngay lập tức càng về cuối thì Config lại đang bắn càng cháy, và thời điểm hiện tại đã có tới 21 frag từ vị trí Config rồi. 21 mạng. Cô. Nó đã khiến cho các thành viên của bên phía Complexity lượm về thêm một khẩu M4 và một khẩu MP9 nữa. Khá là lời. Mặc dù để thua trong round thi đấu Pistol, nhưng họ đã giành được chiến thắng ở second round. Cũng có thể tạm nói rằng cái tỷ số Pistol là 3-1 dành cho Archalit. Wow, đúng là đi vai. Lờ bắn rất tốt với bất cứ khẩu súng nào của ống nhòm. Nhưng vậy là chưa đủ, thì bên phía bên kia còn Fake cũng đã có một màn tỏa sáng kịp thời. Và bây giờ bên phía Archalit vào đấu mà họ đang chỉ chơi với những khẩu súng xếp được từ đấu trước thôi. Bom thì được trả ra rất nhiều và Rush là người ăn nhiều đam nhất rồi, những quả nết của Archalit còn lại đó là 28 HP. Tuy nhiên thì cũng đã xuống được cục ven rồi. Trong khi đó thì cả bốn người trưởng lại có Messi đang cố gắng chiếm đi khu offside. Glavo đang có mặt ở đây và Glavo có một cỏ hai mạng trên cái nằm xuống rồi. Bắn qua tốt khu offside được Glavo và đặc biệt là sau những quả smoke nữa. Và lại một lần nữa Archelis họ đang lợi thế về người và Dupree thậm chí đang móc sau với một khẩu 5-7. Hoàn toàn thể làm được nha khi không hề có ai bên phía Complexity kê ngược lại cả. Dupree có mạng của Playmap và bên phía của Complexity bị kẹt cứng lại rồi. C4 rơi, Dupree gặt thêm một khẩu AK nữa và đó là 9 đều dành cho các thành viên của bên phía team Archelis. Một round thắng rất nhanh chóng và dễ dàng cho Charlie. Họ chỉ mất đi đúng một mình cái tên Glavo thôi, nhưng Glavo trước khi ngã xuống cũng đã làm tới hai mạng và như vậy là quá đủ rồi. Và thật sự thì vừa rồi chúng ta có thể thấy rằng cái khả năng linh hoạt của Astralis nó nhanh đến như thế nào. Chỉ một tiếng động thôi, khi mà người ở mini nghe thấy có một player xuống ven thì Glavo ngay lập tức đẩy ngược ra khu vực thùng đỏ. Trong khi đó sau khi Glavo tạo được áp lực khu vực thùng đỏ rồi thì ngay lập tức Dupree lại xuất hiện ở phía đằng sau. Rất khó chịu dành cho các thành viên của bên phía team Astralis. Complexity vừa rồi gần như là không được thở. Bây giờ thì bên phía team Complexity với lượng tiền này thì họ vẫn có thể full buy được trong round thi đấu thứ 3. Tuy nhiên thì chỉ có 2-3 khẩu AK thôi, nhưng Dupree đã gặp khó cho con xe A. Vẫn kịp đổi chỗ để chiều Dupree, 3 chiếc spoil. Spray transfer đó là không đủ. Hiện tại thì con xe A đã thuộc kiểm soát được các thành viên bên phía team Astralis rồi. Chắc là Complexity. Và giờ thì Astralis sẽ phải retake như thế nào đây? Zipex đang là người giữ trên Heaven. Khi đó thì bên phía Complexity vẫn còn đầy đủ 3 khẩu AK, có kit trên người của Zip cũng như là Glavo và còn đến tận 2 quả lửa cũng như là một quả smoke. Nhưng liệu có thể làm được dành cho các thành viên của bên phía team Astralis hay không đây? Bắt đầu căn vết lửa rồi, quả lửa trả vào khu vực nhà vàng. Sẽ là người giữ lại ở trong khu vực bonsai. Cắt tàn, không có đường để lui nữa. Poison đổi được mạng của Zipex. Bây giờ Poison, Poison thiếu máu rồi. Poison không thể chiến thắng được Glavo. Playmap 1v2, tuy nhiên thời gian không còn nhiều nữa. Playmap có thể làm được trong chiến này. Playmap hạ không được Glavo rồi và thời gian không đủ. Tiếp tục lại là một round thắng dành cho Complexity. Mọi thứ đang diễn ra, có thể nói rằng căng luôn. Chính xác là như vậy rồi. Rất nhiều những round đấu căng thẳng nhưng tạm thời thì Complexity vẫn đang là người dẫn trước 19 và Archelite thì đang có những dấu hiệu yếu tiền rồi. Đây sẽ là lần bài cuối của họ trước khi hết tiền. Và nếu như Complexity tiếp tục có thể giành thêm được cho mình round thắng này nữa thì
biết đâu đấy thậm chí là họ sẽ có cơ hội chiến thắng ở trên map pick của Charlie. Ừ, map thiếu đôi nút, một map mà rất ít những cái tên có giống lại Charlie. Rất bất ngờ. Giờ thì các thành viên của bên phía team Charlie sẽ là một round thi đấu team bài. Đây sẽ là key round dành cho cả hai team. Ai thua sẽ yếu tiền, bất kể là Complexity hay là Astralis. Nếu như các thành viên của bên phía team Complexity giành được chiến thắng trong round thi đấu này thì họ sẽ có thể lên được 12. Không biết đâu đó thì chúng ta sẽ cần phải đến Matthew thứ 3, Matthew Train để có thể kết thúc được cái kèo BO3 này. Vâng, mọi chuyện vẫn còn đang ở phía trước. Astralis một round đấu full buy được nhưng lượng bom mình là rất hạn chế. Và với việc ít bom này thì Astralis phần nào đó cũng sẽ bị giảm sức mạnh thôi. Nhưng thực tế biết rằng là Astralis là một team họ dùng bom rất tốt. Bắt đầu có những quả smoke cắt đi khu outside đến từ bên phía Comic City rồi. Thêm lửa trên secret rất cẩn trọng. Và với việc trả full bài này thì bên phía Comic City họ hoàn toàn làm chủ của A-Long cũng như là xuống secret được thôi. Và vừa rồi thậm chí Blame F còn bắt thêm cả cái tên Glable nữa. Khá lợi thế dành cho Comic City ở trong khoảng gian đầu của round thi đấu thứ 20 này rồi. Và bây giờ thì họ sẽ cùng nhau tràn cùng ông thầy AU nữa. Sẽ có thêm một mạng nữa nhưng Rupi lại kết thúc mạng Bobo và double kill cho Rupi. Vẫn đang phải sửa rất tốt đây nhưng Poison cuối cùng đã kết thúc mạng của Rupi rồi. Và lợi thế người vẫn đang dành cho Comic City đó là 3v2. Có kê lại nhà và Zipex liệu rằng đủ tỉnh táo hay không đây. Vì vậy là Playmap là người kết thúc đi mạng của Zipex rồi. Một mình Divine tôi nghĩ rằng sẽ cố gắng đi xếp cho mình khẩu AK như cái giáp 2 này thôi. Không thể làm được gì hơn với Divine nữa rồi. 11-9 cho bên phía Complex City. Và bắt buộc phải đi xếp súng. Và với cái lượng tiền như thế này thì khả năng cao trong round thi đấu full buy tiếp theo Astralis vẫn chưa đủ tiền để có thể lên ốp. Divine đang có 2.700. Với 2.700 thì có lẽ vẫn sẽ là đủ. Có lẽ sẽ là đủ dành cho vị trí của Divine. Chúng ta thấy rằng từ khi bắt đầu lượt second half thì Divine vẫn chưa được sờ tay vào khẩu AWP. Và đó thì lại là một ý tối quan trọng của công ty của từ đường lúc này. Và hiện tại thì Complex City đã tiếp tục vươn lên dẫn trước rồi. Cách biệt hiện tại đang là 2 round thi đấu. Và nếu như mà Astralis họ không cẩn trọng thì hoàn toàn có thể để mất cái map pick của chính mình. Đã nhìn thấy một người rồi. Rõ ràng đó thì hơi khó để có mạng cho những chú Divine. Khá một bất ngờ một quyết định bài cố từ Astralis. Và nếu thua thì họ sẽ phải eco và hát bài thêm 2 round thi đấu nữa. Nếu thua thì Complex City sẽ lên được 13, khả năng cao là như vậy. Có vẻ như là các thành viên của bên phía team Astralis họ nghĩ rằng nếu như eco trong round thi đấu vừa rồi thì round thi đấu full buy tiếp theo vẫn chưa thể đầy đủ lượng bom cũng như là súng ống. Họ muốn có khẩu AWP trên người của Divine. Sự thì Divine với khẩu ốp trong map thi đấu lúc này cực kỳ đáng sợ. Nhưng với hai khẩu scout này trên người của Zip cũng như Divine thì các thành viên Astralis hoàn toàn có thể làm được. Hôm nay chúng ta cũng đã chứng kiến được rất nhiều những round thua eco đến từ cả hai team rồi. Và rồi thì Global đang được giữ trong secret, trong khi đó Blamef sẽ là người duy nhất tạo áp lực ra khu vực outside. Hai smoke trả ra A-Long di chuyển phía bên ngoài này mà thôi. Dupree cũng kịp trả ra một quả smoke ra khu vực cửa vàng để câu thêm thời gian rồi. Complexity vẫn chưa thể đánh được vào trong khu vực bom xe A. Với cái lượng bom vượt trội này thì Complexity hoàn toàn có thể đợi được. Blamef sẽ là người biter. Và các thành viên của bên phía Astralis chống trả như thế nào đây. 35 giây còn lại. Complexity phải nói là quay ngược về ram nhưng Zipex phát hiện ra một điều gì đó rồi. Zipex kết thúc điều crush nhưng Blamef vừa đổi được bảng Playmo và đây Divine bắn trượt. Lợi thế người thuộc về các thành viên của bên phía team Complexity tiếp tục lại là cái tên Conflict một lần nữa. Dưới bom sai B có hai người của bên phía Astralis nhưng vấn đề là Complexity họ biết điều này rồi. Lại lên A để lên các thành viên của bên phía team Complexity. Quá đẹp. Magic Boy bị ảo gục vào đây chắc chắn sẽ là round thắng thứ 12 dành cho các thành viên của bên phía team Complexity rồi. Một round đấu rất khó chịu thì Comic City có thể thấy liên tiếp họ tràn xuống B rồi họ lại quay đường lên A khi biết rằng đối phương có hai người ở khu bom xe B. Rất cẩn trọng mặc dù một round đấu mới phía Charlie họ cũng yếu súng. Và có phải những đó cũng là chìa khóa thành công khiến cho Comic City họ đang vươn lên dẫn trước thì xuống B29. Còn đối với Charlie thì sao? Bây giờ thì sẽ là lúc mà họ phải eco và để cho Comic City họ lên được round đấu thứ 13 thôi. Quyết định rất tai hại của Charlie. Họ đang nguy cơ để chơi trên thi đấu được lúc map pick của mình. Có một khẩu rớt rớt trên người của Dupree. Khẩu rớt này thì chắc là spread. Lần trước thắt đây rồi này. Một vị bắn gần có thể rớt được nếu như đối phương không cẩn trọng. Và Dupree nhà thế rồi sẽ rút rớt ra ngay thôi. Đó là việc rớt thành công của tên Dupree. Những em tức thì anh ấy cũng phải nằm lại với Obo và chiến công phu. Có thêm cả mạng Basis Boy nữa. Dupree và lại hàng với Obo. Conflict làm thêm đôi mạng. Nhưng bây giờ Zipback liệu rằng bắt được ai không đây. Nếu có thêm một mạng thôi thì đã là rất tuyệt vời trong một round eco rồi. Clutch King Zipex. Tình huống này là quá khó với chỉ một khẩu B250 trên tay.
13-9 dành cho các thành viên của bên phía Complex City. Và Achilles quyết định sử dụng cho mình một quyền time out rồi. Key round rồi. Nếu thua round đấu này thì gần như Achilles sẽ để mất luôn map nook. Còn nếu thắng thì câu chuyện sẽ còn ở trước mắt. Khoảng cách hiện tại là 4 round thi đấu. Liệu các thành viên của bên phía team Astralis có thể comeback được hay không đây? Thời điểm hiện tại thì Astralis cũng không còn quá mạnh trên cái map thi đấu núp này nữa rồi. Khi mà những cái bài vở của họ gần như cũng đã bị đối phương nghiên cứu hết. Thật sự thì các thành viên của bên phía team Astralis, thời hoàng kim của họ thì map núp này không khác gì là cái thánh địa của Astralis cả. Đến thời điểm hiện tại thì mọi thứ đã khác. Astralis bây giờ cũng không còn là Astralis của những năm 2018 nữa. Rõ ràng khi với cái việc mà bạn đứng ở trên đỉnh cao thế giới quá lâu thì các bạn sẽ bị nghiên cứu rất là nhiều. Complex City cũng đang một team xét về mặt kỹ năng cá nhân thì không thua chắc chắn vượt trội hơn chứ các bạn không thua. Và điều đó được thể hiện ở bên phía T-side rồi. Liên tiếp của bên phía cá nhân của Complex City là nơi giành thắng lớn. Đây là Chan và A cùng nhau giữ Complex City nhưng Dupree là người phân pick được rồi. Clevo có vị trí đứng rất đẹp, có chung hai mạng nữa. Dupree bắt thêm Bobo và Clevo cuối cùng cũng nằm lại bởi quả lửa con pick. Nhưng như vậy đã là quá đủ rồi. Một pick lên map 1v5, 1v4 thì chính xác hơn. Làm được gì nữa hay không đây? Quá khó một round đấu mà. Chỉ trong vòng khoảng 25 giây thôi thì cả team Complex City họ tràn vào A và chết cùng nhau. Cuối cùng thì Blame cũng đổi thêm được một mạng của Zipback rồi. Nhưng tình huống vẫn chỉ là 1v3 thôi và quá nhiều lợi thế cho Charlize ở trong round thi đấu này. C4 rơi. Và vừa rồi anh nhìn vào cái tình huống vào bom xe A, Magic thậm chí không phải làm gì. Chỉ cần đứng trên tầng 2 ngắm cảnh thôi. Glevo, đi cảnh ấy. Glevo làm hết rồi. Glevo cũng như Dupi làm hết trong tình huống thủ bom A vừa rồi. Magic thì cứ đứng ở trên cao nhìn xuống, ngó. Và giờ thì Blame đang cố gắng. 50 giây còn lại là rất nhiều. Nhưng 50 giây thì nhặt lại quả C4 là kiểu gì đây? Một quả C4 đang rơi giữa tầm nhìn của ba người chơi của Achilles. Divine đã clear được lobby. Trong khi đó Blame đang móc ngược với Mini. Dupree đang quyết định đứng một góc cương skill luôn rồi. Một góc không đặt tâm. Trong khi đó Blame lại quyết định vòng ngược về cả khu vực Heaven cơ. Chúng ta hãy nhìn vào cái đội hình của bên phía team Achilles đi. Một đội hình setup kẹp chéo với nhau cực kỳ hoàn hảo. Magic thì là người đứng từ trong H kê lên trên khu vực Heaven. Trong khi đó thì Dupree nấp vào trong khu vực thùng bom. Và cương skill thẳng trực diện ra khu vực mini luôn. Blame Map sẽ rất khó để có thể có mạng trong tình này. Thậm chí là một mạng cũng là khó luôn. Và hãy cùng chờ đợi xem nào Blame Map có check dưới chân hay không đây. 3 giây, 2 giây. Blame Map quyết định xếp súng luôn vào giờ Blame Map. Phát hiện ra Magic Boy chắc chắn là điểm 10 môn thể dục với một nội dung là nhảy dây. Nhảy liên tục đến từ Magic Boy và khiến cho Blame Map không thể có mạng của anh. Và bắt súng có thể nói là hơi quê một chút dành cho vị trí của Blame Map. Không sao cả, mặc dù không được cộng tiền nhưng lượng tiền của bên phía team Complex City vẫn còn là rất nhiều. Nhưng nếu như để thua trong round thi đấu này thì các thành viên bên phía team Complex City lượng tài chính của họ sẽ phá hủy hoàn toàn. Vâng, lại một key round nữa rồi. Và lần này thì nó lại thuộc về Complex City cơ. Thực ra thì đây cũng là một key round cho trận đấu. Ngoài Divine và Label ra thì 3 lần trở lại đều đang rất yếu tiền. Đây, một ốp ra 10 long từ Divine rồi. Và còn có mạng thuộc đầy. Như vậy là một tình huống thu sự chú ý đến từ Label để Divine có thể giặt ra và kết thúc ngay mạng của Blame Map rồi. Lợi thế người đến với Charlize đó là 5v4. Và liệu rằng họ tận dụng được cái điều này để chuyển hóa thành round thắng hay không? Gánh kèo 2 đã nằm rồi, chúng ta còn gánh kèo 1. Tham minh lực cực kỳ ảo cho Poison. Rồi Divine thậm chí còn cầm dao chạy về ạ. Và đánh rất láo đến các thành viên Complex City. Chúng ta nhìn thấy rằng bò chay, không ném một cái gì. Zipback và Divine hoàn toàn bất ngờ trong tiếng vừa rồi. Và giờ thì Magic Boy đổi được mạng của Obo. Nhưng Glavo đã đầm xuống. Các thành viên của bên phía team Astralis, đội hình của họ đã bị phân tán hoàn toàn. Một người dưới EB và một người trên khu vực bom xe A. Magic Boy cần phải tỏa sáng trong tiếng này. Có một người đang di chuyển vào từ khu vực lobby. Magic Boy không được rồi. Config có trình mạng của Magic. Dupree 1v3 rất khó để có thể xử lý dành cho vị trí của Dupree. Complex City có vẻ như cũng đã biết được vị trí của Dupree rồi. Và giờ đi nhận chân ba điếu và đó là mạng dành cho vị trí của Rush. 14-10 đến với các thành viên của bên phía Complex City. Astralis lại yếu tiền rồi. Một mình đi vai là người có thể bài được thôi. Còn cả 4 người chơi còn lại thì không đủ để thể bài được. Chính xác hơn thì Label cũng có thể bài cho mình M4 giáp 2. Giáp 1 và bom. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là Astralis họ sẽ không bài ngay ra đấu này đâu. Như vậy là bài luôn rồi. Được ăn cả. Ngã về không. Liều thì ăn nhiều. Không liều thì ăn ít. Nhưng cái này nó còn không trong tầm kiểm soát nữa rồi. Ngoài tầm kiểm soát rồi. Một cái ra đấu bài cố.
của ông thì cũng là khó trong tình huống này, để cho Silas quyết định của họ cũng sẽ là quyết định 50-50 thôi. Nếu làm được thì có thể, còn nếu mà thua thì sẽ là thua luôn. Ốp thì vài Scout, Zipback, 2 Deagle và 1 M4 trong tay Glaivo. Lượng bom mình là khá khiêm tốn, đặc biệt là không có kit nữa. Nếu để Complexity đặt được bom, tôi nghĩ rằng là Silas sẽ khó lòng mà retake. Khẩu ốp của Devi sẽ được di chuyển xuống Secret. Trong khi đó thì Complexity đang chủ động muốn đánh chậm trong round thi đấu này. Lần này thì Devi sẽ không để ốp ra khu vực thùng đỏ nữa, nhưng Complexity vẫn đang kê khá là chắc chắn. Bây giờ thì bắt đầu set bài ra khu vực A-Long rồi. Hàm linh của bên phía team Astralis sẽ là như thế nào đây? Devi đang dần kéo ốp lên, có một người ở trên silo. Devi kết thúc điểm playbap rồi. Vấn đề là người đồng đội của anh Glaivo đã chết chay. 4-4. Lợi thế vẫn đang được dành cho các thành viên bên phía team Complexity khi họ đang có cho mình lượng súng với lượng bom vượt trội hơn hoàn toàn so với đối phương. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy khả năng giữ bom đến thứ 3 player của Astralis, Zipback, Magis với Devi vẫn đang còn smoke. Và thời gian cũng chỉ còn lại là 45 giây thôi. Với những quả smoke này thì hoàn toàn Astralis có thể câu kéo thêm được rất nhiều thời gian. Mà chúng ta cùng chờ xem nào, thời gian đang trôi đi rồi và Astralis họ đang dần dần di chuyển đội của mình để chiếm lại những vị trí quan trọng. Complexity liệu phải trả giá hay không đây? Một round thi đấu mà Devi bây giờ đang phát hiện ra người chơi rồi. Nhưng thì đó là pha di chuyển rất dẻo từ cái tên Rush. Và ngay lập tức họ nhìn thấy khẩu ốp đối phương thì đánh ngay sang bom sạch còn lại, đó là bom xe A. Nhưng có tên Magic Boy ở đây. Và thậm chí rằng Ruby vừa bắt thêm quả bom nữa, Magic Boy cũng có mạng của Rush thành công. Và bây giờ double kill Magic Boy không phải là chiếc một kill khi khẩu súng hết đạn. Poison vẩy rất nhanh đây, double kill được Poison, chính đó cũng là giờ chứng hết cho anh. Dupree bắt được Poison và nhặt về thêm khẩu ốp nữa. Không thì quyết định là đổi về khẩu AK trong giây cuối cùng. 11-14. Mọi thứ vẫn đang là rất căng khi lượng tiền ở các thành viên bên phía Complexity cũng không còn nhiều nữa rồi. Quyết định mua luôn dành cho các thành viên của bên phía team Complexity. Và đây sẽ là một quyết định liều thì ăn nhiều. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Cách biệt hiện tại đang là 3 round thi đấu. Astralis liệu rằng có một phép màu đến với họ hay không để biến tỷ số này thành 16-14. Và hiện tại thì Magic Boy, vâng, play bắn ở trong khu vực xe A, chính xác hơn đạt ở khu vực Husk, đang lên cho mình khẩu XG-114 rồi, một khẩu súng cũng hợp lý với vị trí của anh thôi. Trong khi đó thì những người chơi còn lại đó là những khẩu rifle và khá lượng bom mìn, lần này thì cũng đã có kit rồi. Áp lực sẽ được giảm tải một chút cho Charlie, nhưng Devi thì lại đang bắn ốp không giáp nha. Nếu như không cẩn thận thì hoàn toàn có thể có những pha mà gặp phải những khẩu CZ hay là Mark 10 đối phương chạy bắn thì Devi hơi khó để xử lý. Có Mark 10. Không có Tech 9 dành cho các thành viên của bên phía team Complexity. Tích 9 trong bản cập nhật gần đây thì cũng mới được búp chút. Đánh xem không đây. Đánh xong bè rồi chung lên mép. Phi trượt à? Phi xong bị spam thì phải. Cứ đứng trên lửa còn có 19 máu. Vâng, và tất cả thành viên của Complexity City lại về ngược khu vực T-Bay để set bài cắt khu vực A-Long. Đây rồi, hai quả smoke A-Long được trả ra. Nghĩ rằng cần thêm quả nữa nó mới là tròn bài. Đây rồi, 3 quả smoke A-Long, nó sẽ là hoàn toàn che mắt thành viên team Astralis. Và với việc trả thêm nhiều smoke, thêm quả nữa luôn, cẩn thận đến từ bên phía Complexity, họ sợ rằng là có Glaivo đứng ở gần. Khi mà Glaivo làm player rất thích làm cái trò này. Tuy nhiên lần này thì Glaivo anh ấy đã nấp kỹ trong khu vực xây rồi, chính xác hơn là đang nấp dưới khu vực Secret. Có smoke đến từ vị trí của Glaivo để có thể câu thêm thời gian. Rush đang di chuyển xuống rồi, những tiếng chạy rất nhanh và giờ thì Glaivo hơi tham đến từ vị trí của Glaivo rồi. Thì uống Rush đúng là không số lùi luôn. Đó là Glaivo, cái nhịp nhá của anh cũng hơi đen, bởi vì không nhìn thấy đối phương. Rõ ràng là cũng đã nghe được những tiếng chạy rồi. Hơi tham một chút dành cho vị trí của Glaivo. Các thành viên của bên phía Astralis vẫn kiểm soát được khu vực outside. Devi vừa kết thúc thì được Obo rồi. Và giờ thì bên phía team Complexity. Devi đang phải lùi. Complexity Config đã có cho mình đến cái mạng thứ 31 trong game thi đấu này. Quá tởm đến từ cái tên Config, nhưng Dupree lại nhìn thấy ai đây? Ôi, C4 nhìn thấy quả C4 rồi. Luôn! Nhìn thấy quả C4 nó mới là tai hại cơ, nhìn thấy ai được, nhưng lại là quả C4. Nhưng bây giờ thì Magic Boy pha đẩy hút khá khó chịu. Kết thúc một playmap rồi và double kill cho Dupree trước khi nằm xuống bởi Rush. Tình huống đang đưa trở về đó là 1-2. Astralis có cơ hội trong round thi đấu này, nhưng họ có làm được hay không đây? Magic Boy mình nghĩ rằng nên tranh thủ thời gian này đi đổi một khẩu súng khác. Bắn retake với một khẩu XM thì nó chưa giờ là hay cả. Một khẩu XM và một khẩu ốp retake. Đây rồi, đây rồi. Sao thì một khẩu AK. Và ngay lập tức thì khẩu AK đó đã cấu rất nhiều máu của Rush rồi. Và bây giờ thì Rush đang cố gắng tap. Và liệu rằng có mạng cho vị trí của Rush hay không đây? Chính xác là vừa rồi là Devi là người cấu máu của Rush. Magic Boy bây giờ mới tới. Rush chỉ có lại 11 máu và bị quay từ cả hai đầu này cũng sẽ là hơi khó. Nhưng biết đâu đấy, Rush có thể làm được. Ừ, flash trả ra là quá chính xác đến từ Devi. Không cho Rush một cơ hội nào luôn. Và đó là thứ 12 cho Astralis rồi. Nhìn qua cũng thấy nghi rồi cái Devi cầm flash trên tay. Y như rằng quả flash giữa mặt luôn. 12-14 dành cho các thành viên của bên phía team Astralis.
Config bắn đến tận 31 xác rồi. Quá tởm. Trận thi đấu mới chỉ trải qua 26 round thôi. Trung bình mỗi một round thì Config sẽ giết được khoảng 1,1 người. Tầm đấy. Vâng. Và chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng lại cái tình huống đã quyết định chiến thắng của Charlie trong round đầu. Đó, pha Dupi làm đôi của Dupi. Trong pha này tôi chịu rớt, chẳng biết làm gì nữa. Chẳng foul. Complexity hết tiền. Một round đầu eco với chỉ khẩu Eagle không giáp và duy nhất một quả flash trên tay của Rush. Và có vẻ như đây sẽ là một tình huống mà một buff flash và A và tràn vào nhau luôn. Ừ, Lame F là người suýt kê lại cục gây long. Trong khi đó thì Achilles sao đây? Round đấu rất thoải mái thôi. Họ biết được phương yếu tiền rồi. Cập nhật trận thi đấu cùng giờ thì Ents đang dẫn trước các thành viên của Fnatic với tỷ số là 15 trong mắt thi đấu thứ 2. Khá là bất ngờ. Không biết rằng Ents có thể tạo được cái điều gì trong giải thi đấu lần này hay không đây. Tuy nhiên quay trở lại với trận thi đấu này thì sao? Fnatic lần này là người giữ scout và có sự hỗ trợ của Glavo. Một biển người trước mặt mà Glavo đổi được hai trước khi phải nằm xuống. Đang lợi thế hơn người và Fnatic vẫn đang giữ cực kỳ cường ở đây. Bắn yếu được cả Poison và giờ Zip. Và nhìn thấy Poison rồi, Poison quyết định đẩy lên những đó. Một pha bắn tốt hơn dành cho vị trí của Poison. Hơi cường một chút đến từ Zip rồi. C4 đã được nhặt lại nhưng bây giờ thì Poison đừng có vứt C4 cho Divine nữa. Có một khẩu M4 dành cho các thành viên của bên phía team Complexity. Và giờ Divine có một người đang là rất hẹp. Tuy nhiên thì đối phương đã đẩy vào được trong rồi. Divine. Một pha mà Config rất dũng cảm, không sợ lửa đẩy qua bắt luôn Divine và thôi xong rồi. Achilles ơi, rơi mất ốp và đang được tướng 3v2, lợi thế về người cho Complexity. Mặc dù mà bên phía Complex có hai thương binh, nhưng tôi nghĩ rằng trong một round đấu eco như thế này mà làm được cái bước này thì cũng đã là thành công rồi. Tuy nhiên thì bây giờ vẫn còn cái tên Dupree dưới bom B mà Zboy cũng đang có những động thái đẩy ra khu vực A-long để clear lại hoàn toàn đội hình đối phương rồi. Và có vẻ như thế hiện tại thì Achilles họ cũng sẽ đoán biết được vị trí đối phương thôi. Magis đang lên Heaven. Trong khi đó thì các thành viên của Complexity quyết định walk chay vào trong khu vực bom site A. Và giờ thì Magis Boy đây rồi, hai mạng cho vị trí của Magis Boy là điều chắc chắn. Hết time rồi, hết time mà không thể làm được gì hơn. Đến từ vị trí của Config đâu, nhưng Config nói không, vẫn kịp vả mồm của Magis Boy. Một round hốt eco cực kỳ tốn kém dành cho Achilles, họ mất tới 4 súng. Và hãy nhìn lượng tiền của Achilles đi, thắng một trong khắc gì là thua ở đầu. Bây giờ thì khó lòng mà có ốp. Anh nhìn chỉ số của Glavo kìa. 2 2 là gì? Hi. Hi à? 2 là hi, 2 là hi. Tiếng Anh chẳng hai là hi đúng không? 22 đến từ vị trí ở Glamour. Trong khi đó thì Zip đang có một chỉ số đó chính là 96-25. Còn Vic thì vẫn đang duy trì được cái phong độ của mình. Thật sự thì những round thi đấu chống Eco ngày hôm nay ở các thành viên bên phía Achilles cảm giác như họ đang gặp rất là nhiều vấn đề. Achilles, đây sẽ là một cái thử thách cuối cùng của họ trước khi có thể comeback được ở map Theodore Nook này. Nếu thắng round đấu này thì họ sẽ đẩy được Complexity về thế yếu tiền. Và chúng ta cùng chờ đợi xem nào. Achilles đã comeback rất nhiều round đấu liên tiếp rồi sau khi để cho bên phía Complexity vươn lên round đấu thứ 14 trước. Lại một lần nữa Magis Boy bắn X11014. Dễ hiểu thôi, trong một round đấu mà lượng tiền của Achilles khá là khiêm tốn như thế này. Complexity xếp bài ra khu vực A-long từ sớm. Divine sẽ là người đẩy ra khu vực thùng đỏ. Label nữa. Để xem Divine liệu có thể làm được điều mà Label đã rất kể rồi. Đây, Divine không được rồi. Complexity chúng ta thấy rằng Lemet chỉ được chạy một đường thôi, thu hút sự chú ý của Divine. Sau đó thì vẫn có người kể ở phía đằng sau và Divine đã bị đánh lừa trong tiếng vừa rồi. Ngay lập tức khi mà Magis Boy back về thì Lemet lại di chuyển lên. Bách đến tận 3 người xuống khu vực bom site B và chỉ để cho một mình Dupree là người solo ở bom site A thôi. Nhưng khu vực outside đang được kiểm soát hoàn toàn dành cho các thành viên của bên phía Complexity. Và giờ thì Glavor đó có một mạng cho bị trên Glavor, trên đầu có người và Glavor đã phải nằm xuống dưới tay của Obo rồi. Vậy nên người vẫn đang được duy trì dành cho các thành viên của bên phía team Complexity. Dupree đã nghe cùng đây, đặt tâm là chuẩn rồi. Vấn đề Rush lại là người bắn tốt hơn. Khu vực bom xe A hoàn toàn trống trải và có vẻ như là thắng sự 15 sẽ đến với các thành viên của bên phía team Complexity thôi. Và nên nhớ một điều rằng Achilles yếu tiền. Chính xác là như vậy. Maxboy dành cho Complexity là người chắc chắn rồi, nhưng Zipek vẫn đang cố gắng làm điều gì đó. Zipek có mạng của Rush. Tuy nhiên thì Zipek cũng chỉ có lại 40 máu thôi và tôi nghĩ rằng quyết định hợp lý hơn trong tình huống này vẫn là đi xếp súng. Nếu cố gắng retake và mất hết những khẩu M4 hay là những quả bom còn sót lại và cả giáp 2 nữa thì rất khó đây rồi. Thậm chí rằng còn nhặt được thêm về khẩu AK nữa dành cho Charlize cũng như là đổi sang khẩu M4 dành cho vị trí của Magis Boy.
round sau. Mặc dù khó nhưng tôi nghĩ rằng không phải là không thể cho Chalice để có thể đưa trận đấu này về loạt thi đấu overtime. 15-13. Nếu như sang mắt thiếu train thì có lẽ cơ hội sẽ được chia đều cho cả hai team. Chính xác. Năm vừa rồi thì Astralis thực sự thi đấu trên cũng không phải là xác suất liên tiếp. Tôi nhớ trong cái trí nhớ của tôi thì Astralis những cái lần thi đấu trên bất kể thắng hay thua thì họ đều là những trận đấu cực kỳ chật vật và đôi khi còn lên OT. Hình như có một trận mà Astralis bắn với EG ấy anh. Lên đến 30-30. Ừ, hình như trận đấy anh cát mà đúng không? Anh cát còn với em cơ chứ không phải với ai đâu. Không, anh cát với cả Bomben. Anh cát với em. Bomben. Với em cũng có lần OT đến hai mấy. Ừ, còn với Bomben là ba mấy. Nói chung thì Astralis cái năm ngoái cảm giác cái bắn trên kiểu bị thành trở thành keo tếu thể lực ấy, chứ không phải là đều đấu kỹ năng, ai khỏe hơn thì thắng. Và bên Complex City thì mình nghĩ rằng có play map là thể lực có thừa rồi, bắn đến 40-40 cũng được. Nhưng mà Obo với Poison thì sao anh? Thì play map bế, tay ông ấy chắc bế cả hai ông kia lên được. Ok, hay là mỗi một tay cầm một chuột, còn hai ông kia chỉ cần cầm tiền bàn phím thôi. Cũng được, thế cũng được, nhiều cách mà. Hai cái match point dành cho các thành viên của bên phía team Complex City. Rồi thì Astralis liệu có thể cứu về được loạt thi đấu overtime hay không đây? Cũng thực sự không phải là quá tối ưu dành cho các thành viên của bên phía Astralis. Scout sẽ được vai, có Zip và Magic Boy sẽ có cho mình những khẩu rifle, AK và M4. Còn lại Dupree và Glavo chỉ là Deagle thôi. Trong khi đó thì các thành viên của bên phía team Complex City họ đang có những loạt thi đấu football cực kỳ đầy đủ. Hai cái Magic Boy, Complex City lại là một phong cách đánh rất chậm rồi. Quay trở lại một lần nữa, một đục quét ra khu vực A long. Có người giữ dưới thủ secret, đó chính là cái tên Glavo. Rất một quả smoke thôi. Và chúng ta cùng chơi xem Astralis round đấu gần như là cuối đời này, họ có thể tạo ra được một phép màu hay không. Lượng bom thì cũng đã gần hết rồi, chỉ còn lại đó là 2 smoke, 2 flash cũng như là một lửa. Có độc nhất một cái kit trên người Zipek. Và bây giờ Zipek phát hiện ra đây của Complex City ở khu vực B-RAM rồi. Sẽ trả lửa ra hay không đây? Đây rồi, một lửa tạm thời sẽ cầm chân Complex City được thêm một chút nữa. Bắn đây thì sao? Zipek có một mạng của Obo rồi. Và đó không phải double kill khi rớt chóng. Còn Fix hạ gục thêm level và bom sẽ bị clear hoàn toàn dành cho Complex City. Có vẻ như đây sẽ là tỷ số 16-13 dành cho Complex City thôi. Mà Zipek back về, những đạn của bom là rất tỉnh đến từ các thành viên Complex. Divine có một nhưng Divine cũng nằm lại ngay bởi vị trí Poison. Rupee đang back về, nhưng lối đi nào cho Dupree đây? Nếu như thể móc được thì hy vọng là còn. Và Dupree cần nhanh chân hơn, nhưng Magic Boy đã nằm xuống mà thôi. Xong, Magic nằm xuống rồi, một vết lại. Bom đặt quá đẹp dành cho Complex City. Họ có người cửa nhỏ và có cả người cửa đôi nữa, không cách nào để cho vị trí của Dupree có thể làm được cả. Và mạng là dành cho Play Map 16-13 cho Complex City. Và chiến thắng rất bất ngờ ngay trên map pick của Astralis. Vâng, vậy là chúng ta đã cùng nhau chiêm ngưỡng được cái map thứ hai trong kèo BO3 diễn ra giữa Astralis và các thành viên Complex City với một kết quả rất bất ngờ, đó là 16-13 dành cho Complex City. Và có lẽ ngay bây giờ thì hãy cùng nhau nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến với map thứ cuối cùng trong kèo BO3 này, map thứ trên.